Hello, mến chào toàn thể tất cả các anh em thân thương và thân mến của Thiên Tâm Ca. Thì hôm nay mình rất là vui khi được tái ngộ anh em trong cái clip mới nhất của mình. Thì trong cái clip hôm nay thì mình sẽ tạm dừng không nói về vấn đề mà làm tiết kiệm xăng cho xe hoặc là chỉnh ranty gì đó, mà mình sẽ chuyển sang một chủ đề nó mới một chút, lạ một chút. Là thì những trong những cái clip về sau thì mình sẽ làm những về xe này nọ ha. Rồi trong clip này hiện tại thì mình sẽ chia sẻ cho số anh em cái kinh nghiệm về làm nông đi. Tại vì trong thời gian qua thì vừa rồi thì mình cũng đã có làm cái clip thì nói về cái cần bác xịt, là xịt nó đi xa được tầm cỡ 10 mét, cho nên là rất là nhiều anh em ủng hộ và quan tâm và chia sẻ và làm theo. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip nói về cách tiêu diệt ốc bươu vàng. Thì anh em thấy là ốc bươu vàng là một cái hiện tượng phải nói là cực kỳ phổ biến và thông rộng hiện nhất, là đang làm đau đầu và khủng bố, gây khủng hoảng một đại dịch cho một cái đồng bằng sông Cửu Long của mình. Đó thì anh em thấy rất là dữ. Đó thì đây là một cái khu đất của mình. Đất mình rất là bao la. Thì hôm nay thì mình sẽ tiến hành đi cải ốc. Nó nổi cực phiêu đây. Thì trước giờ là theo tập quán của rất là nhiều anh em và cũng như rất là nhiều mọi người ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như các tỉnh miền Tây, là hầu như là tất cả mọi người bư rồi thì đợi tới nỗi mà đợi mình xạ đó, khi mà xạ lúa đó thì mới trộn thuốc ốc vô trong giống mình gãi đó. Thì theo mình cảm nhận nha, theo mình cảm nhận như theo mình cái sử dụng nhiều năm nhiều tháng, thì nói chung là tạm gọi là kinh nghiệm nhỏ của mình đi, thì mình thấy là cái cách làm trên là không hiệu quả cao. Nguyên nhân là anh em biết là cái con ốc là khi mà đây anh em mà cho nước vừa ruộng bao la mênh mông á, mênh mông đầy đồng á, thì nó sẽ nổi tất cả ốc, nó sẽ bơi phiêu trên mặt nước hết, nó nổi hết lên. Đây anh em thấy là nổi hết mặt nước lên, tất cả đều nổi lên hết, nó lên đẻ trứng rồi lên giao phối ha, đủ thứ cái kiểu. Nói chung là không có con ốc nào nó nằm ở dưới đất hết trơn. Nhưng mà một khi mà anh em đưa máy lên á, đưa máy vô mà chụp á, chụp để mà đè đất xuống á, chụp để mà chụp xạ đó, thì tất cả mọi con ốc đều bị cái chụp đó, nó đè xuống chìm xuống dưới đất đá dưới á, cho nên là nó nằm ở dưới ha. Rồi anh em xạ lúa lên, khi mà xạ lúa lên thì mà cái điều kiện là gặp trời mưa hoặc là có dũng nước thì ốc ở dưới nó sẽ ngoi đầu lên nó ăn. Đó là cái lý thuyết là vậy, ngoi đầu nó ăn. Rồi bắt đầu anh em gãi ốc, gãi thuốc ốc trộn trong giống gãi. Thì anh em biết là cái thuốc trong thuốc ốc ha. Trong thuốc ốc đây nó có những cái viên nhỏ gì đây, ở trong cái viên đó là có thuốc độc, có chất độc ha, và cũng có chất dẫn dụ, nói chung bả mồi đó, thuốc bả mồi đó. Chất dẫn dụ để mà dẫn dụ những con ốc, nó tạo cái một mùi hương, một là hormone ha, mùi hương gì đó, nói chung là mùi hương nó dẫn dụ những con ốc lại rồi lại ăn, rồi tiêu diệt nó bằng cách đó. Thì mình biết là đất khô, trục xạ khô gan mà làm gì có nước, đâu có nước đâu, nói chung là cái dẫn dụ, cái độ dẫn dụ không có cao, cho nên là khi mà được trời mưa nước ngập, em xả lúa thì mưa nước ngập ốc lên ăn à. Mưa nước ngập ốc lên ăn. Còn bây giờ nước mênh mông bao la, ốc tất cả nổi lên hết, mình chỉ cần gãi một cái liều lượng nhỏ thôi ha, là nó thấm xuống nước, nó loang cái chất dẫn dụ ra. Thì cho dù con ốc cách xa mấy thước, một thước, 5-7 tấc, nó cũng bò lại đặng ăn. Còn thí dụ anh em gãi đất, gãi thuốc ốc lên đất khô thì khô gan mà làm gì có chất, nó có loang được cái chất dẫn dụ ra trong mặt nước thôi mà, để mà tiêu diệt được ốc. Cho nên là nó con ốc ngay cái đó thì nó mới ăn, còn ốc xa hơn nữa thì nó ngoi đầu lên, nó không gặp thuốc,
tại vì cái hồi liều lượng thuốc rải thực tế nó cũng thưa, một công 2 kg hoặc công 3 kg đó tùy anh em rải ha, thì nó thực tế nó cũng không thể nào mà cách một phân hoặc hai phân như là một viên được, nó cũng thưa. Để anh em nghĩ coi, con ốc ở dưới đất vừa ngôi đầu lên, khi mà gặp thời tiết mưa đêm gì đó ngôi đầu lên thì lập tức nó gặp hột lúa, mọng lúa thì nó sẽ quất mọng lúa liền, nó thổ bò đi kiếm thuốc đặng ăn nó chết. Nhưng mà ở dưới một cái điều kiện là một cái môi trường như gì, nước mênh mông gì à, nói chung là anh em chụp rồi, bư rồi anh em chưa xả đó, thì anh em cứ gãi đi, gãi cho mình. Thực tế gãi không cần nhiều đâu, một công là chỉ một bịch thôi ha. Mình thì thực tế là nó thẳng cho anh em luôn, đây một cái khuôn này rất là dài vậy nè, là một khuôn. Hên quá con em ra nó họp cho họ không chợ, tính làm xong mình nó quay, mình quay rồi làm. Thì đây là chia sẻ cách làm anh em, là cách mình đặc biệt làm cực kỳ đơn giản hiệu quả, không cần tốn một chi phí công sức gì hết, nhẹ nhàng thôi đó. Cách gãi nó rất là đơn giản, hút nhúm đó. Thì anh em đừng có vừa thấy cách làm thì anh em đừng có chê cái cách làm, chơi giờ làm gì gãi sao điều rồi đó. Một anh em đừng có dội đánh giá khi mà chưa thấy được cái kết quả của nó. Thì anh em thấy là cái, để mình quay cái tỷ lệ mà cái hạt rớt của nó cho anh em xem đó, tỷ lệ hạt rớt hạt của nó rất là đồng đều đó. Thì anh em thấy đó anh em thấy cái tỷ lệ rớt hạt giống hệt như mưa không, cũng nói chung rất đồng đều đó. Thì anh em thấy thì gãi cái kiểu này thì thực tế nó tiết kiệm rất là nhiều cái chi phí và cái công sức, chi phí và cái công sức. Thường thường anh em trộn phân hoặc là trộn những cái mụm dừa hoặc là cát hay gì đó nên mà gãi ha, thì nó rất là tốn công. Tôi còn này mở bọc ra quất gãi trực tiếp luôn thì nó nhẹ hơn đó. Thì cái cách làm đơn giản vậy thôi mà rất là hiệu quả, mà anh em gãi được nhiều nữa. Ví dụ một khuôn như vậy là tầm 3 công ha, thì anh em chỉ cần gãi tầm bịch thôi, một bịch thôi ha, một bịch cho 3 công. Anh em gãi một công, thường thường gãi công 3 bịch hoặc là 2 bịch ha, hoặc là một bịch, tùy theo cái chỗ dùng đất anh em là nó khủng bố cỡ nào đó. Thì anh em gãi, nhưng mà bản thân mình ha, cái khuôn này vuông này là tầm cỡ 2 công mấy 3 công ha, mình chỉ gãi 1 bịch thôi. Thì anh em thấy cái hiệu quả của nó mang lại thực tế là nó ngang ngửa với kia, tại vì anh em thấy là cái tỷ lệ nước như gì ha. Anh em gãi một trong cái khoảng cách một gan con hột đi, gan hột đi nữa, gan hột không tới, thực tế gãi này thì nó dày hơn gan hột, nó rất là đồng đều ha. Thì con ốc nó sẽ được nhẫn dụ cái mùi hương đó, nó sẽ lại và nó ăn, giờ nó sẽ chết. Đó là cái lợi thế khi mà anh em gãi khô và gãi ướt, là nó là như vậy. Còn anh em nếu nói về thuốc xịt là đừng, nói chung là mình khuyên cho anh em hạn chế ha, thuốc xịt. Tại vì thuốc xịt đó là bản thân nó rất là độc cho những cái mầm giống. Ví dụ gì đi, còn anh em rút nước ra ha, mọi người rút nước ra cho nó cạn chút, nó sập gì đó, rồi anh em lấy thuốc đưa pha vô bình máy xịt thì hiệu quả cũng có hiệu quả đó. Nhưng mà cái dư lượng của nó, cái độc chất của nó để lại trong đất rất là nguy hiểm cho cái mầm giống khi anh em xạ ha. Cái đó là cái kinh nghiệm nhỏ của mình thôi. À, thì nói chung là mình thì chuyên về điện tử ha, cũng như là một chút về làm xe ha. Còn cái đó là mấy là chính thôi. Còn nói chung là làm nông dân thì mình cũng làm luôn, biết luôn, những lĩnh vực khác thì cũng làm luôn, kinh doanh nhỏ cũng làm luôn. Nói chung là mình biết cái gì thì mình chia sẻ cho mọi người một cái phần đầu đó thôi. Thì anh em thấy là đã đi được một phần ba của một cái vùng đất, thì anh em chỉ cần đi xuống nữa, lên ra nữa thì thực tế là đã xong. Thì cái hiệu quả của nó mang lại hầu như là mỗi năm á, mỗi năm thì anh em thấy là cái chỗ này, thì mỗi năm là chỗ này anh em thấy là ốc nó chết đến nỗi mà nó không thấy miếng nước luôn, nó đặc luôn, nó chết như mù sọ luôn nhé, nó chết như mù sọ luôn. Vuông đây ha, vuông bên đây
rồi tuốt bi du bên đây nữa. Cặp bờ bao ngạn thì mình trồng dừa. Đó, thì hầu như tất cả mọi người đều không có đồng tình, không đồng tình với một cái ý kiến cách làm của mình. Thì có số người anh em sẽ ném đá, nhưng mà trước khi ném anh em kiếm một cái vuông đất nào đó, ví dụ anh em hai ba khuôn gì đó, thì anh em lấy một cái khuôn nào đó ra ha, thử như cái cách làm của mình đi ha, rồi hãy nói chuyện, rồi hãy comment, hãy bình luận sau ha, chứ thấy hãy xem những việc người ta làm chứ đừng xem những gì người ta nói. Mà muốn biết hiệu quả hay không thì chính bản thân mình ha, hãy thử nghiệm ha, rồi hãy cho ý kiến, hãy bình luận ha. Chứ trên thực tế thì như anh em đã biết là những cái gì Thiên Tập Ca đã làm là hầu như là để xuất phát từ cái thực tế, kinh nghiệm thực tế của bản thân, làm thành công theo thời gian chứng thực, rồi bắt đầu mới làm chia sẻ lại cho mọi người. Làm thành công là một chuyện, nhưng mà thời gian chứng minh cái độ nó ổn định theo thời gian đó là một chuyện khác. Những gì Thiên Tâm làm là lúc nào cũng là thực tế, thời gian và hiệu quả. Thực tế, hiệu quả, thời gian chứng minh thì mới chia sẻ cho anh em. Thì nói chung nó tóm lại là vậy. Thì mong là sẽ có một cái sự ủng hộ của mọi người, để mà thứ nhất là mình tiết kiệm công sức đó. Thứ hai là mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian. Thì anh em thấy là như mà là một cái vùng đất tầm 3 công như vậy đi, hay mà gã một bịch, thì thực tế nó cực kỳ là hiệu quả, đơn giản thôi. Thì nói chung là cái tỷ lệ thì nó thưa thôi. Ốc của mình thì hầu như là mình giết vụ nào mình cũng giết hết trơn. Anh em thấy là cái tỷ lệ mà anh em thấy nè, đây là cái lời thực chứng minh thực tế nhất của mình. Anh em đi trong cặp mé bờ thì anh em thấy là tỷ lệ ốc nó không có là bao chứ, không lo. Thì anh em thấy là hầu như là không chưa đất này của mình không có dịch. Năm nay dịch nó cho hột mình mà nó không có lại ăn, làm như nó bị gấp như nó bỏ đi hết rồi. Thì anh em thấy là không có dịch, thì anh em thấy là cũng không có dịch ăn, mà ốc cũng không có nhiều. Thì anh em thấy là cái hiệu quả mình nói là có thể anh em phải có tin được hay không đó là một chuyện ha, nhưng mà nếu anh em tin thì thử nghiệm ha, sẽ có lợi rất là nhiều cho anh em. Ví dụ như anh em là 40-50 công, 70-80 công gì đó, mà anh em làm cách này thì hiệu quả nó mang lại thực tế là nó rất là tiết kiệm rất là nhiều chi phí. Bây giờ một bịch gì nè đó, là 50.000 một bịch đó, chứ phải rẻ đâu. Nó 15 g. Đó, thì anh em thấy nha, em tiết kiệm được bao nhiêu bịch. Thường thường á, mấy vùng khác á, đây, đó, cái hột lúa, hột nó gì vậy đi, nó sẽ cho liều phiêu gì đó, ốc bắt được mùi, ốc nó bắt được mùi, bu lại nó ăn, chết. Đó, thí dụ, bây giờ mình nói tóm lại một cái chuyện đơn giản thôi. Thí dụ, đất anh em bư, anh em làm đất, anh em thả nước vô, hoặc là không có nước thì anh em có thể bơm nước vô ngập đó, rồi đem thuốc ra gãi trước khi mình người ta đem máy, là người ta chục lần cuối để mà xả đó, trước một ngày hoặc là hai ngày cũng được đó. Anh em nói chung là trước một ngày hay hoặc hai ngày thôi, đừng chục, đừng có để sớm quá. Thì thực tế là có thể là có số là anh em sợ là ốc ở bên hàng ông hàng xóm bò qua chiếm địa bàn ha. Thì nói chung là trước một hai ngày thôi, tỷ lệ hiệu quả rất là cao, mình khẳng định với anh em là rất là cao. Còn anh em không tin thì cứ làm thử nha, làm thử đi, làm thử so sánh với cái ông hàng xóm kế bên mà ổng chụp rồi ổng xả rồi ổng trộn giống ổng gãi đó, thử coi nào hiệu quả hơn, nào tiết kiệm hơn. Công đó thì anh em tiết kiệm được tầm 40-50 ngàn bịch đây. Thì nếu thí dụ giả dụ đất của anh em ở khu Đồng Tháp hoặc là An Giang, hoặc là những cái nào đó dùng nào mà đất ốc nó bao la nhiều đó, thì anh em tăng lên gãy nó đậm lên chút nữa. Thí dụ một vuông đất gì nè, anh em đi 3 lần ha, 1, 2, 3 lần, 3 lần là giáp vuông ha. Rồi thí dụ như là đất ốc anh em nhiều quá thì anh em đi 4 lần hoặc là 5 lần, là cái khoảng cách đó, cái khoảng cách nó dày lại chút, còn cho được nó nhiều lên chút, thì cũng có tầm cả bịch gửi thôi chứ không nhiều. Tầm 2 bịch là quá đáng nè. Thí dụ một khuôn này tầm 3 công, giả dụ đi 3 công thì nó tầm rơi vào 2 bịch thôi. Nếu mà chiếu lượng nhiều thì nó cũng không có hao bao nhiêu chân so với mà đất ít đó. Thì anh em thấy nè, nó phơi thay lên nhìn mặt nước vậy nè,
thì gãi vô thì đường nào nè, thấy không, cái hộp kế bên nè thì chắc chắn thằng ngóc này hồi chút nó sẽ đai của xin thôi đó. Rồi xong là mong là anh em sẽ có lòng tin nha, ủng hộ và đăng ký kênh của mình để mà trong tương lai mình sẽ chia sẻ nhiều cái kinh nghiệm và thủ thực hơn nha. Nói về tất cả mọi lĩnh vực trong cái cuộc sống, chứ không phải nói về tiết kiệm xăng hoặc làm xe hoặc là làm điện tử hoặc là làm cái nông dân, mà tất cả nhiều cái thủ thực. Ok, là mong là sẽ gặp là anh em trong những cái clip lần sau, mình sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm và thủ thực hơn. Ok, chào anh em, và mong là sẽ gặp lại anh em trong những thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.